Chào các bạn khán giả của kênh Bốn Mùa Ẩm Thực nha. Hiện giờ mình đang có mặt ở trên đường Văn Thân, ở đây thuộc phường 8, quận 6 luôn các bạn. Thì hôm nay mình ở đây để mình sẽ đi ăn món chay. Hôm nay là ngày mùng 1 các bạn. Thì mình được biết ở đây có quán của chị Phượng bán đã khoảng 20 năm luôn rồi các bạn. Và ngày mùng 1 và ngày rằm thì chị sẽ bán đồ chay. Rồi các ngày còn lại thì chị bán rất là nhiều món trong tuần các bạn. Một ngày một món và chị bán lâu năm cho nên khách cũng biết các bạn và ăn cũng khá là nhiều ha. Mình thấy xe đậu nhiều rồi. Tuy là quán không lớn lắm như khách vô cũng nhiều. Cho nên mình quyết định vào đây mình sẽ quay một số hình ảnh ở đây cho các bạn cùng xem. Rồi mời các bạn cùng ăn một cái món đồ chay với mình ở quán chị Phượng này nha. Mình mời các bạn cùng vào nha. Đường này là đường Văn Thân nè các bạn. Ở đây thuộc phường 8, quận 6 ha. Hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch đó, ngày ăn chay ấy. Cho nên mình thấy chị Phượng bán món chay nha các bạn. Mình thấy không lớn lắm nhưng mà mình thấy khách đậu xe phía ngoài cũng nhiều và ăn cũng nhiều đó các bạn. Đây, các bạn có thể đậu xe ở vỉa hè ha. Rồi vào có thể có cái bàn ở ngoài, rồi có luôn những cái bàn ở phía trong đó các bạn. Đây, anh chị Phượng bán, hôm nay mình bán món chay mà món gì chị? Bánh canh, hủ tiếu, bún gạo anh. Ba món ha, bánh canh, hủ tiếu, bún gạo. Chị Phượng ở đây thì cũng không xa lạ với mình nha các bạn. Ngày trước chị Phượng bán ngay cũng trên đường Văn Thân này luôn mà ngay cái đầu chợ Văn Thân đó các bạn. Nhưng mà mấy tháng nay thì chị Phượng đã chuyển về vị trí này các bạn. Một chút mình sẽ thông tin địa chỉ cho các bạn cùng xem nha. Chị Phượng chuyển qua đây bán lâu chưa chị? 5 tháng rồi anh. 5 tháng. Vừa tổng cộng là chị bán bao nhiêu năm rồi? Từ trước giờ? Trước giờ bán cũng khoảng 20 năm rồi. 20 năm, lúc còn trẻ luôn nha. Cái tô cũng đầy dung. Một tô chị bán bao nhiêu? Dạ 28 ngàn. Hủ tiếu chay nha các bạn, hủ tiếu chay, bánh canh và anh em ơi, cho hai chiếc bánh canh anh ơi. Ở trong đây mình thấy có nấm nè, củ cải nè, bắp nè các bạn, củ cải đỏ nè. Sau đây là như là mì căng phải không chị? Dạ đúng rồi anh, mì căng, đúng là bầu ngư, đúng là có đông cô luôn hả? Bầu ngư đông cô luôn, cũng khá là hấp dẫn nha. Lâu lâu ngày chay mình ăn chay cũng khá là thanh đạm nha các bạn. Tĩnh tâm và thanh đạm. Chị Phượng mình bán đây từ mấy giờ đến mấy giờ mỗi ngày vậy chị? 8 giờ rưỡi là hết rồi. Mấy giờ mở bán? Mấy giờ sáng hoặc mấy giờ khách tới ăn được? 6 giờ hả? 6 rưỡi ha. 6 rưỡi đi. 6 rưỡi đi nữa. Khách tới ăn tại chỗ và mua về cũng nhiều các bạn. Nhìn cái nồi nước lèo của món hủ tiếu. Hủ tiếu bánh canh với gì chị? Bánh canh, bún gạo. Bún gạo, hủ tiếu mì ha. Có tàu hủ nữa nha các bạn. Tàu hủ trong này nè. Cái nồi nước lèo đang rất là sôi luôn. Lên anh ơi, lên. Ủa trước thấy thằng con trai nó phụ chị đó hả chị? Dạ, giờ nó đi làm. Đi làm hả? Trong tủ này có hành, đem giá nè. Cái nguyên liệu là các bạn. Hoành thánh chiên, rồi đó là chả hả chị? Dạ, chả. Mà là đầu chay hết nha các bạn. Chả đó là bằng mì canh. Mì căng mình gói chứ không phải là chả mưa ấy. Dạ, mì căng từ cái nhà chị làm luôn hả? Mì căng đó. Rồi cái quà thánh chiên là dân gì chị? Nhân đậu xanh anh. Dạ. Ủa tính chưa? Hành nêm rất nhiều rồi à. Dầu, hành phi nè các bạn. Có tàu hủ kỳ nữa nè. Có bánh mì. Dạ. Mì chiên. Mình làm tóp mỡ. Trong này có bánh mì chiên trong đây luôn á hả? Dạ. Hành phi bánh mì chiên giống như là tóp mỡ á. Thế tóp mỡ ha. Rồi đây là tàu hủ kỳ các bạn. Cũng đủ thứ nha. Rồi ở đây chị bán nè, hủ tiếu dai nè, hủ tiếu mềm nè, rồi mì nè, rồi cộng bánh canh. Thấy con có lại cái gì đó à?
rồi bún gạo luôn các bạn. Sao không có gì anh đưa này. Anh này vừa bán phụ rồi vừa thu tiền rồi vừa sắp xếp xe luôn nha các bạn. Câu này nhiều. Ồ, còn 35 là câu nhiều phải không? Rồi có những gia chén, có những bịch nước tương để sẵn để khách mua mang về đó các bạn. Chị cho thêm vào đầu chai nha các bạn. Nấm đông khô, nấm bồ ngư, rồi tàu hũ, rồi bắp, cà rốt, củ cải trắng, nhiều lắm các bạn, tạo nên cái vị ngọt từ thực vật ha. Cái tủ bán của chị thì tuy không lớn lắm nhưng mà khách tới cũng nhiều và chị bán lâu năm đó các bạn. Đặc biệt là chị bán như là mỗi ngày mỗi món trong tuần phải không chị? Chai là mùng 1 với rằm hả? Rồi bán chai là chị bán những món gì? Hủ tiếu rồi gì nữa? Dạ dạ. Ngày mai chị bán cái gì? Một tuần chị bán mấy món? Một tuần hả? Một tuần mấy món ha? Vớ nghỉ ngày nào không? Một tuần bán suốt luôn. Nhưng mà bốn món thì bốn khói là từng bán 2 ngày. Dạ. Bún mà bún măng vịt chị bán bữa nào? Thứ năm ha. Dạ. Chả nè, làm từ bì căng rồi hoành thánh chiên các bạn. Các chị gọi đó 30 đó, đậu xanh. Này khách ăn hủ tiếu mì nha các bạn. Chị này ăn 30 hả anh em? Tô này bao nhiêu chị? Dạ 30 à. Là khách do khách chọn nhiều à? Chọn đồ à? Không phải, tại ta ăn thêm đồ á. À thêm đồ. Tuổi em làm xong hồ sơ xong. Nhìn cũng hấp dẫn, bạn đồ chai nhưng cũng hấp dẫn. Em còn ăn phải không? Chị làm hai tô cái gì? Thì khách ăn hủ tiếu nhiều hả chị ha? Dạ. Hai tô hủ tiếu dai. Nếu mà mình gọi một tô đầy đủ hết là bao nhiêu tiền? Tô đầy đủ rồi ăn nhiều thì 35 ngàn. Dạ. Tô trung bình là những tô bình thường. 28. Còn khách kêu vừa thêm về tính tiền thêm ha. Dạ đúng rồi chị. Ý mình cũng không. Dạ đúng rồi. Cái ý mình là như vậy đó. Do đồ do chính tên chị làm hết nha. Từ mì căng là chả bằng mì căng rồi tới hoành thánh chiên. Ở đây thì hành phi và bánh mì chiên để giả làm tóp mỡ đó các bạn. Cái này khi chan nước vào thấy rất là hấp dẫn luôn. Ủa Tấn có kêu thiệt không mà ông Liên? Mày biết đâu là nãy giờ tôi không nghe đâu. Tô này nhiêu? 28. Còn quán của chị Phượng ở đây là trên đường Văn Thân các bạn. Ở đây thuộc phường 8, quận 6. Chị bán rất là nhiều món khác nhau trong tuần. Rồi riêng ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch đó các bạn thì chị sẽ bán đồ chay ha. Địa chỉ của quán chị Phượng bán ở đây là số
360A đường Văn Hân, ở đây thuộc phường 8, quận 6 nha các bạn. Mọi thông tin về địa chỉ, giờ bán cũng như là bản đồ chỉ đường mình đều có cập nhật đầy đủ trong video và trong phần mô tả của video. Các bạn gần xa quan tâm thì xem qua nhé. Thầy Thích Minh Tuệ còn đây không ta? Quay theo nhiều quá ha. Chị dạ. Chị Phượng cũng coi theo dõi Thường hả? Mà YouTube theo quay nhiều quá chị ha, có đó có video coi hoài luôn ha. À, mà đi theo thầy quay là cũng mệt luôn, mệt theo thầy luôn. Thì đó đi bộ không hả? Chờ thấy gì bên Ấn Độ là cũng qua rồi, ta coi ổng rồi nhiều lắm hả? Chưa qua. Dạ hả? Nghe nói vậy thôi. Thấy báo rồi đăng. Báo đăng nhưng mà chưa có qua. Nghe nói chính phủ mình đang việc đó mà chưa có qua tới. Chưa qua tới mà giờ mà sâu rồi. Coi như đó là một sự kiện tôn giáo mà cũng. Dạ. Hình như ổng hết đi rồi. Đó phải nghiên cứu tích động như thế, bị liễu rơi, chửa muối là chết người. À. Đi theo là bị đuối sức quá. Đó có nhiều người bị sống nơi địa phương. Rồi mình ở nhà đây. Rồi ăn đâu phải đi bộ đi chơi ấy đâu mà đi ra ngoài đường bị vậy. Dạ dạ. Có người thì chết rồi, có đồng nào bị chết là đưa cấp cứu rồi chết rồi. Còn ba ông bà bị sốc nhiệt tử tại chỗ. Chị là cũng là theo dõi thường xuyên ha. Có, chỉ thẳng thì coi thôi chứ. Ngày coi chừng 5-6 lần thôi. Không. Trên bàn cũng có dĩa chanh ớt các bạn, rồi chai nước tương và cái sa tế nha các bạn. Bây giờ mình làm cái một cái chén chấm ha, cho nước tương vào các bạn, rồi sa tế nha các bạn, cho một ít chanh ha, rồi có ớt luôn các bạn, ớt ba chi ha, hấp dẫn ha, đơn giản nhưng cũng rất là hấp dẫn nha. Một tô hủ tiếu mì, hôm nay là mùng 1, là món này là món chay nha các bạn. Thì mình gọi cái tô này là tô đủ thứ, tô lớn để mình ăn review cho các bạn cùng xem. Và mình mời các bạn dùng với mình một tô hủ tiếu mì chay ở quán của chị Phượng trên đường Văn Hân, quận 6 nha các bạn. Đây là cái tô 35 của mình, bốc cái mùi thơm các bạn, hành phi á, lên nó cũng khá là thơm luôn. Rồi ở trên này mình thấy có tàu hủ ki nè các bạn ha, những cái miếng tàu hủ ki, rồi hành phi. Cái nấm này là mắm bào ngư nè các bạn, rồi có nấm đông cô nữa các bạn ha. Đây là những cái miếng hoành thánh chiên. Hoành thánh chiên thì ở trong nhân đó là nhân đậu xanh nè các bạn ha. Rồi mì hủ tiếu dai, rồi ở đây chả là làm từ mì căng đó các bạn. Rồi tàu hủ nữa nè, ở trong này cũng có mì căng nữa nha các bạn. Rồi có bắp nữa nè, cà rốt, củ cải trắng, đủ hết nha các bạn. Rồi cái chén nước tương chấm mình vừa làm á, tất cả những này đều là đồ ăn chay hết nha các bạn. Trong cái nước này cũng có hành ngò nêm nha các bạn. Rồi những cái miếng cánh bánh mì chiên thì được giả làm cái tóp mỡ đó các bạn. Tóp mỡ, rồi hành phi ha. Toàn bộ trong đây đều nấu bằng những cái rau củ quả, thực vật và nấm nha các bạn, nên ngọt cái vị của tất cả các loại thực vật đó các bạn. Và chị nấu rất là nhiều cho nên cái nước rất là ngọt. Đây mình gọi là hủ tiếu mì nha các bạn. Cọng mì thì chị cũng trụng vừa tới các bạn, và cọng mì nó cũng rất là thơm. Mình có cảm giác như là cái cọng mì mà mình ăn cái hủ tiếu mì của người Hoa hay có các bạn. Các bạn thông cảm nha, bởi vì mình ngồi trên một cái bàn nhỏ và cái góc quay mình nó không có rộng, cho nên
vừa quay vô cái món đồ vừa quay vô cái mặt mình thì nó không có đủ các bạn. Tại góc quay các bạn nó hẹp quá đó, những cái bàn kế bên thì có khách ngồi các bạn, cho nên mình không có để cái máy xa ra được. Còn những cọng hủ tiếu nữa nè. Lâu lâu mình ăn chay cũng thanh đạm ha, cũng tốt cho sức khỏe ha. Mình đi quay mình cũng ăn thịt bò rồi tôm rồi nhiều các bạn. Đây là cái miếng hoành thánh chiên các bạn, nhưng mà nấu ở trong đây á nó đã nở đó các bạn. Chấm vào nước tương. Tới ngày mùng 1 và 15 rằm thì chị sẽ bán đồ chay. Những cái miếng hoành thánh chiên này ăn rất là mềm, rất là bùi, bởi vì nó chiên giòn, nhưng mà hồi nãy giờ để trong nước nó thấm nó cũng mềm á. Nhờ cái nhân nó nhân đậu xanh các bạn, cho nên ăn rất là bùi. Đây là những cái miếng tàu hủ kỳ nha các bạn. Cái miếng tàu hủ kỳ thì nó cũng còn cái độ giòn ha, và nó béo các bạn, chiên qua dầu á. Những cái miếng bánh mì chiên để giả làm tóp mỡ á, ăn cũng ngon ha, nó còn có độ giòn. Bắp nó sẽ ra cái nước ngọt ở trong cái nước lèo ha. Bắp này là bắp Mỹ nha các bạn, chứ không phải là bắp dẻo á, cho nên mình cắn nó có độ giòn á và nó ngọt. Ở trong này cũng có những cái miếng nấm bào ngư các bạn, 2-3 miếng luôn á, cũng rất là to nè. Rồi có cái nấm đông cô các bạn, một cái nấm đông cô bé bé xinh xinh ha. Cái nấm đông cô và cái nấm bầu ngư các bạn, nó cũng ăn nó có độ dai dai ha, và cái mùi hanh hanh nó cũng mất đi. Rồi chị khử thì nó cũng sẽ mất đi cái mùi hanh hanh, cũng dễ ăn. Thường thì nấm đông cô thì ở nhà mình làm thì nếu mà nấm đông cô khô các bạn, về mình ngâm nước cho nó nở ra, rồi mình rửa lại, mình cắt bỏ đi cái chân nấm ha. Có thể là mình chẻ cái chữ thập ở trên cái đầu nấm, rồi mình trụng, mình nấu nước sôi đâu khoảng 10 phút hơn 15 phút tùy theo nhiều ít ha. Với lại những cái đầu hành đó các bạn, mình nấu nước sôi lên thì nó chín và nó sẽ khử mùi luôn nha các bạn. Mình có thể cho một ít sa tế vào ăn cho nó cay cay các bạn. Các bạn nào không ăn cay được thì khỏi nha. Tàu hủ chiên nha các bạn. Tàu hủ chiên được nấu thả trong cái nồi nước lèo luôn các bạn. Cái tàu hủ chiên được nấu thả trong nồi nước lèo các bạn, cho nên nó mềm ha. Và do cái chiên á, cho nên nó cũng có độ béo béo, cái lớp cứng cứng chiên ở phía ngoài nữa các bạn. Ở trong này cũng có củ cải đỏ, củ cải trắng nữa nha các bạn, cà rốt nè. Cũng có rất là nhiều chả các bạn. Chả thì chị làm bằng mì căn nha các bạn, do chính tay chị Phượng làm luôn á. Chị cắt cũng to và dày á. Những cái miếng chả này chị làm bằng mì căn nha các bạn. Nếu mình có nói lộn là tàu hủ kỳ là không phải nha các bạn. Mình hay nói lộn lắm, thằng mì căn á. Mình thấy có cái độ giòn, dai các bạn. Ồ, trong này cũng có củ cải mặn nữa các bạn. Củ cải mặn được nấu ra nước các bạn, cho nên nó không mặn lắm. Thì thường củ cải mặn về thì người ta cũng phải xả bớt cho các bạn, xả bớt cho nó sạch rồi nó ra cái nước mặn á. Cái này mì căn này là được thả trong cái nồi nước lèo luôn nha các bạn. Thì mình thấy chỉ có chả làm từ mì căn với lại hoành thánh chiên á thì là để ngoài thôi. Hình như mấy cái món khác là để trong, đều nằm ở trong cái nồi nước lèo. Thì mì căn nó cũng có độ dai nha các bạn. Ăn tới hồi cuối cùng thì những cái lụn vụn này còn lại mới là ngon đó các bạn. Ngày mùng 1 đi ăn một tô hủ tiếu mì chay ở quán của chị Phượng cũng khá là thanh đạm các bạn. Nhưng mà mình gọi cái tô đủ thứ 35.000 để mình ăn review cho các bạn xem. Mọi thứ là đều do chính tay chị làm các bạn, nên mình thấy ăn cũng ngon và cho nên khách cũng khá đông á. Cái nồi nước lèo cũng tràn đầy những cái topping rau củ quả, rồi hoành thánh chiên, rồi chả chiên, được làm từ đậu xanh, rồi được làm từ
cái mì căn đó bà, và hủ ghi cũng có nữa. Chị bỏ rất là nhiều topping, chị bán lâu cho nên người ta biết nhiều quá, cho nên nhìn không khí nó cũng rộn ràng lắm. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, an lành, hạnh phúc các bạn. Nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nha. Xin chào, tạm biệt. Bye bye.